Vâng, thưa các anh chị, đây là 6 cái yếu tố nền tảng cha mẹ cần làm để đồng hành cùng con. Một là làm gương, thì Tuấn có ghi bên này rất là rõ mình có được cái gì mới trao đi thứ đó. Phần thứ hai là chấp nhận, là không ai mạnh toàn diện, biết chấp nhận điểm yếu. Thừa nhận là thừa nhận sự tiến bộ, tạo động lực hàng ngày. Mình tôn trọng là thành viên của gia đình, mình phải bàn với chúng. Để con quyết định, cha mẹ chỉ dẫn dắt quyết định lựa chọn của con, quyền lựa chọn của con. Về mặt chân thành thì dù dẫn được trẻ đi, không nên coi thường chúng. Đấy, thì Tuấn đã làm rất rõ cái này, các bạn anh chị bám vào cái này làm cái kim chỉ nam. Thì dần dần cuộc sống của cả gia đình nó sẽ như một gì ạ, một cái teamwork làm việc ấy, nó như một làm việc nhóm ấy, nó đoàn kết nhất trí hạnh phúc lắm các anh chị. Thì đây là 6 cái này. Sáu cái nền tảng căn bản, thì các anh chị dùng cái này để đồng hành và hỗ trợ con. Và đặc biệt cái đáy của sự nền tảng, cái gốc rễ của sự nền tảng chính là làm bạn với con. Sau khi làm bạn thì dùng toàn bộ cái kỹ năng này để gì ạ? Để đồng hành cùng con. Bây giờ thì mời các anh chị chúng ta sang cái bài tiếp theo. Vậy thì từ cái này thì hành động cụ thể của các anh chị trong đời sống là gì để giúp con? Mời các anh chị.